Hello mọi người, chào mọi người đã trở về với phần 2 của chuyến đi đảo Nha Trang của mình. Đảo kế tiếp của mình là đảo Khỉ và những cái đảo khác như đảo Hải Tặc. Còn có một chương trình là bơi lội từ trên thuyền. Mời mọi người xem nha. Hello Tommy. Sau đây là anh chàng cố gắng bơi một chiếc thuyền, nhưng mà coi như không được thành công gì nữa. Chờ mày xong cởi áo ra. Bố mày, bố mày, không cởi áo nó lấy áo đâu mặc gì trời. Không cởi áo nó lấy áo đâu mặc. Ui mở giá đồ tao ngồi rồi mày. Rau. Hai xe đâu mà có chìm hoài trời. Để hai cái tay yên chưa à, cái tay. Đưa gương đây. Trời ơi. Rồi sau đây là mình đi đua xe, nhưng mà đua xe này chỉ dành cho những người thích cảm giác chậm, vì xe này nó quá chậm thôi. Ui trời ơi, sao một chuyến chạy xe rất là chậm, chảy nước mũi nước mắt hết thì đã kết thúc ở đây. Sau đây mình sẽ về nơi khác để mình tham quan và chơi. Cái vùng đảo này cũng có nuôi mấy con rùa, mình có thể cho những con rùa này ăn rau muống cũng vui.
Thơm ơi, mày quay phim nè, mày đang quay phim nè. Trời thôi, trần cộng thôi. Giờ cái đầu nó lên được chứ. Chụp hình nha, muốn chụp hình quay phim. Anh em mày đang quay phim nè. Nhưng mà cái này ở đây đâu? Ở đây. Nó lên, mày quay phim chụp anh cho. 1 2. Ủa? Ủa đâu chụp anh chỗ nào? Sau một chương trình bơi lội trên biển tại cái chiếc thuyền thì mình sẽ đi, đây kêu là nhảy dù hay sao? Thank you.
tháng được thì gia đình mình đã vui chơi trên bãi biển trong sạch. Thank you.
anh thì cứ 700 tới 1000 hả? Thế cũng vậy, tới nhanh cũng bằng mấy người tới đâu vậy thế. Cái đó. Nó kéo mình cho mặt nước rồi đừng lên. Cũng hay lắm. Thì thêm mấy trăm. Thêm 300. Không mà mấy chị kéo qua kéo vô. Để coi qua thêm nhanh còn, thầy đây uống mấy cái tiền. Hả? Xong chưa tắt ha? Hey kid, better than hang gliding, eh? Sau một ngày mệt mỏi và vui vẻ thì cuộc quá trình đi của mình đi đảo thì cũng đã kết thúc tại đây. Xin cảm ơn. Cắm nha. Khỏi mặc đồ luôn đi, để vậy đi. Mặc áo chứ mặc quần chứ mày. Mặc áo thôi. Mặc áo thôi, cái quần xếp lít được rồi. Cái quần xếp lít được rồi. Mặc cái quần.